Chào mừng các bạn đến với chuyên đề xây dựng web service với Laravel Framework. Thì ở loạt video clip lần trước, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu khái niệm về route, migration hay là model trong Laravel. Thì trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt tay vào xây dựng một cái web service để có thể kết nối được với app mobile của chúng ta. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái app, và cái app này nó sẽ chụp ảnh các cái sản phẩm mà người dùng muốn và đăng lên trên server. Thì trong Laravel mình sẽ tạo một cái RESTful controller. Thì cái RESTful controller này nó sẽ giúp chúng ta tạo những cái function, ví dụ như là function index, function store, show, update hoặc là destroy. Thì những cái function này nó sẽ giúp chúng ta lấy danh sách các cái sản phẩm, tên sản phẩm, lấy chi tiết các cái sản phẩm hoặc cập nhật và xóa một sản phẩm nào đó. Thì tiếp theo mình sẽ tạo một cái controller trong Laravel. Đó, để tạo được một cái RESTful controller trong Laravel thì các bạn hãy làm như sau. Các bạn mở lại cho mình cái cửa sổ CMD lên, và các bạn gõ cho mình cái đoạn lệnh là pp partition make controller. Rồi tiếp theo các bạn cách ra và tên controller của các bạn. Thì giả sử ở đây mình sẽ đặt là controller sản phẩm. Đó. Tiếp theo các bạn cách ra một nữa, và các bạn cho mình hai thêm cái option là trừ trừ resource. Đó, các bạn nhấn enter. Và là báo controller created successfully. Rồi các bạn quay lại trong thư mục app Laravel của các bạn. Các bạn mở app lên thư mục HTTP và vào trong thư mục controllers. Hình như các bạn thấy ở đây chúng ta sẽ có một cái controller sản phẩm.php. Các bạn hãy mở cái file đó lên. Rồi, đây chính là cái controller mà mình vừa tạo. Thì khi tạo, nó đã tạo sẵn cho chúng ta những cái function, ví dụ như là function index, function create, function store, function show, edit, update và destroy. Thì ứng với mỗi cái function này thì chúng ta sẽ làm cái công việc như sau. Giả sử function index thì mình sẽ hiển thị các cái danh sách của sản phẩm đó khi mình gọi vào, khi app của mình ấy gọi vào cái function index, và function index sẽ gọi lên cái model sản phẩm, và từ model sản phẩm nó sẽ trả dữ liệu kiểu JSON về app cho chúng ta. Đó, tương tự thế chúng ta sẽ có function store thêm sản phẩm này, function show lấy chi tiết một cái sản phẩm nào đó ra, đó function update hoặc function destroy để chúng ta cập nhật và xóa sản phẩm. Vậy thì làm thế nào để gọi được cái function đó ra? Thì như các bạn thấy ở đây là chúng ta sẽ phải gọi một cái đường dẫn, gọi một cái route là duyệt sản phẩm. Đó, các bạn nhìn chưa? Đây chúng ta sẽ có duyệt sản phẩm này, duyệt sản phẩm. Phương thức ở đây là get và post. Tiếp theo function show chúng ta sẽ có sản phẩm duyệt một và phương thức get. Thì tuy nhiên các bạn để ý cho mình ở hai cái function cuối là function update và function destroy. Thì hai cái function này có cùng tên là sản phẩm và duyệt một, có nghĩa là chuyển cái ID này vào ấy. Đó, ở đây chúng ta sẽ chuyển ID này, ID đường 1 và ID đường 1. Thì tuy nhiên thì hai cái đường dẫn này nó giống nhau và nó cùng là kiểu post. Do đó chúng ta sẽ phải thêm một cái biến để trong Laravel nó có thể nhận biết được chúng ta truyền theo update hay là destroy. Rồi tiếp theo thì mình sẽ gọi thử ba cái function này ra cho các bạn xem. Thì để biết được chúng ta gọi được ra hay chưa thì mình sẽ tạo thời, mình sẽ echo những cái dòng chữ, ví dụ như là index. Thì khi chúng ta gọi cái function index ra, nó sẽ ghi cái chữ index này ra cho các bạn. Đây mình sẽ khai báo là QA. Đó, tương tự chúng ta sẽ có function store. Function này sẽ giúp chúng ta lưu thông tin sản phẩm. Rồi function show. Function show sẽ giúp chúng ta hiển thị thông tin một cái sản phẩm theo cái ID mà chúng ta chuyển vào. Function edit là giúp chúng ta
thể gọi cái form mà edit ra. Để cô edit. Rồi. Function update. Thì cái function này sẽ giúp chúng ta cập nhật thông tin một cái sản phẩm hay còn gọi là sửa sản phẩm đó các bạn. Rồi cuối cùng là function destroy. Thì cái function này sẽ giúp chúng ta xóa sản phẩm thông qua cái ID truyền vào. Rồi, vậy là mình đã khai báo xong một số các cái dòng chữ để chúng ta có thể nhận biết được. Rồi tiếp theo, mình sẽ tạo một cái file PHP và mình sẽ thử truy cập vào cái function index này xem nó có xuất ra cái chữ index cho mình hay không. Rồi mình sẽ về thêm một web của app và vào mình tạo một cái file mới có tên là app.php. đó, mình sẽ coi như đây là cái app di động của mình. Rồi mình nhấn save. Đó, mình đã có một cái file app.php. thì để truy cập vào trong cái function index này thì các bạn sẽ phải gọi cái đường dẫn duyệt sản phẩm và truyền về theo phương thức theo kiểu get. Đó, thì ở trong đây mình sẽ tạo một cái form. Rồi tiếp theo các bạn cho cái action của nó là bằng duyệt sản phẩm. Thì cái sản phẩm đây chính là tên cái model sản phẩm của chúng ta. Đó, tên cái controller sản phẩm này. Đó, cho nên ở đây mình sẽ phải sửa lại thành controller sản phẩm. Rồi method mình sẽ để là kiểu get. Tiếp theo mình sẽ truyền vào một cái nút submit để mình có thể kích hoạt cái form lên và nó truy cập vào trong cái sản phẩm của các bạn. Giả sử ở đây mình sẽ có một cái nút type bằng submit. Đó. Rồi, tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải quay lại phần RAM và chúng ta cài đặt thêm một bước nữa. Các bạn sẽ phải gọi cái RAM resource. Trong cái resource này, các bạn khai báo tên cái controller của các bạn. Thế đây mình đặt là sản phẩm đi. Đó. Rồi, phải. Ở đây mình sẽ gọi tên cái controller sản phẩm này. Đó, các bạn nhìn chưa? Rồi, mình chấm phẩy. Quay trở lại với cái app.php. Thì do ở đây mình khai báo cái RAM của mình là sản phẩm rồi. Thế mình sẽ sửa lại thành sản phẩm. Đó, các bạn không phải khai báo cái kia nữa. Đó. Rồi, mình sẽ mở cái file app.php lên và mình chạy thử. Ở đây mình sẽ sửa lại đường dẫn của nó một chút là localhost. Đó, do chúng ta đang làm một cái app mà thì chúng ta sẽ phải truy cập vào localhost duyệt app là vào duyệt public. Đó. Giả sử đây là cái server của mình. Đó. Và đây là cái route mà mình muốn đi vào. Rồi, ở đây các bạn truyền cho mình cái http 2.duyệt. Đó. Rồi, mình sẽ xây lại. Bởi vì chúng ta đứng ở một cái app mà, chúng ta sẽ phải gọi đầy đủ đường dẫn như này. Nếu không gọi đầy đủ thì nó sẽ không chạy đâu. Rồi. Ở đây mình sẽ chạy thử cái app.pp này cho các bạn xem. Đó. Mình nhấn vào nút submit. Thì như các bạn nhìn thấy, nó sẽ hiển thị cái chữ index cho các bạn xem. Đó. Yeah. Như vậy là chúng ta đã truy cập thành công vào trong cái row index của chúng ta, ở trong cái function index. Tiếp theo mình sẽ thử truy cập vào cái post sản phẩm này. Rồi, mình sẽ sửa lại thành post ở đây. Đó, mình xây lại. Mình quay lại đây và mình chạy lại cái app của mình. Đó, mình enter, chạy lại cái app, nhấn submit. Ở đây là báo lỗi.
Thì tuy nhiên các bạn không cần phải lo lắng về cái phần này, bởi vì đây là cái phần bảo mật của Laravel. Tạm thời nó sẽ chặn các bạn và nó sẽ không cho các bạn truy cập vào những cái sản phẩm. Rồi để truy cập vào thì các bạn cần phải có cái token. Thì để tắt cái chức năng bảo mật này đi thì các bạn có thể truy cập vào cái middleware và verify CRSF token đó. Trong này các bạn khai báo cho mình dấu sao đó cho vào trong giấy đơn, vậy là xong. Có nghĩa là nó sẽ cho phép tất cả những cái controller của chúng ta có thể truy cập vào từ bên ngoài. Rồi quay trở lại, mình sẽ chạy lại cái app.pp của mình lên. Các bạn nhấn enter. Rồi các bạn nhấn submit cho mình. Vậy là chúng ta đã truy cập thành công vào trong cái function store của chúng ta. Rồi tiếp theo mình sẽ thử thêm một cái get show này nữa. Rồi ở đây mình sẽ sản phẩm duyệt, giả sử mình có ID là 1, mình chuyển theo phương thức là get. Mình sẽ quay trở lại cái app.pp và mình thử lại cho các bạn xem. Ở đây mình sẽ duyệt thêm và mình sẽ chuyển thêm một cái ID nữa, giả sử mình sẽ có ID là 1 và method của mình sẽ là kiểu get. Rồi đây mình sửa lại thành get đó. Rồi mình sẽ chạy lại cái app của mình, nhấn submit. Đó, như các bạn nhìn thấy ở đây, chúng ta đã truyền vào sản phẩm, truyền vào cho nó một cái một, nó nhảy vào trong cái function show của các bạn. Đó. Vậy là với Laravel thì chúng ta sẽ tạo được một cái RESTful controller. Và cái RESTful controller này nó sẽ giúp chúng ta tạo những cái hàm. Và những cái hàm này chúng ta có thể truy cập vào đến cái app của chúng ta, cập nhật và thêm sửa soạn dữ liệu về. Rồi thì ở video clip tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau truy cập vào cái function put, function update và function destroy này, và chúng ta sẽ tạo những cái công việc như là lấy thông tin ra này, thêm sản phẩm mới này, lấy chi tiết một sản phẩm có ID bằng 1 này, cập nhật sản phẩm hay là xóa sản phẩm trong những cái function này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.